Ngày 20 tháng 4, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bến Tre đã mời tài xế có hành vi quay đầu xe tải trên cầu Hàm Luông lên làm việc. Trước đó, mạng xã hội lan truyền được clip ghi lại cảnh tài xế lái xe tải mang biển số 71H00301 quay đầu phương tiện ngay trên cầu Hàm Luông gây cản trở giao thông, nguy hiểm cho các phương tiện trên đường. Ngay khi nắm bắt thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bến Tre đã tiến hành xác minh. Theo công an tỉnh Bến Tre, tài xế xe tải trong vụ việc là ông TSK, 57 tuổi, ngụ phường Phú Tân, thành phố Bến Tre. Tại buổi làm việc, lực lượng cảnh sát giao thông đã cho tài xế K xem lại toàn bộ clip vi phạm. Người này sau đó đã thừa nhận hành vi quay đầu xe trên cầu Hàm Luông vào trưa ngày 18 tháng 4. Tài xế cho biết phương tiện của ông có tải trọng 17,9 tấn. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bến Tre đã lập biên bản vi phạm hành chính với ông K về hành vi điều khiển xe ô tô quay đầu xe trên cầu. Đồng thời tài xế này cũng bị tạm giữ giấy phép lái xe.